Hôm nay mình sẽ làm một cái video lên điện bình cho iCenter 135 năm số ha. Thì lên điện bình thì các bạn có thể sử dụng lên luôn cục sạc cho S150 gắn vào cái xe iCenter 135. Chỉ cần các bạn thay cái bộ sạc thì tự động máy nó sẽ tự động chuyển từ điện máy qua điện bình. Đầu tiên các bạn cần phải tháo hết những cái con ốc vàng nhựa này ra nha. Các bạn tháo cái yếm với lại cái yên xe luôn nha. Rồi mở cục sạc ra, các bạn cứ cần nhấn vào sau đó giật ra là được nha. Còn đây là hệ thống dây để mình chuyển điện máy sang điện bình và lắp vào cái cục sạc của iCenter 150 luôn. Các bạn có thể tham khảo thì cái sợi dây này mình mua ở trên Spare nha, mua chung với lại cục sạc của S150 luôn. Đây là cục sạc iCenter 150 ha. Thì đây là cục chính hãng. Cục chính hãng thì các bạn có thể xem, nhìn cái độ hoàn thiện của nó rất là đẹp, nó rất là láng mịn. Thì tốt nhất thì các bạn có thể vào hãng nếu mà mua, nếu mà các bạn không rành cho nó chắc ăn. Đây là hình ảnh và công dụng của cái từng cái chui cắm của cái dây chuyển ha. Thì cái này các bạn cứ cắm đúng đầu đúng chui thì nó vào thì nó nhận thôi nha. Đây video một đầu thì mình cắm vào cái cục sạc, một cái đầu kia thì mình cắm vào cái jack sạc của xe ha. Rồi cộng dài nhất á thì mình là cái jack mâm lửa. Thì ở trong đây các bạn kiếm một cái, nó có ba sắt thì các bạn kiếm một cái sắt ba, các bạn tháo ra sau đó cắm vào là được nha. Đây, sau khi cắm vào nó sẽ như thế này. Rồi còn hai cái đầu nhỏ dính với nhau á thì là cắm vào cái dây stop với lại chân thắng. Đó, cắm vào. Rồi sau khi lắp xong á, thì mình sẽ đi dây như thế này. Đây rất là gọn và đẹp ha, luồn vào. Đó. Cục sạc thì các bạn có thể treo nó như thế này để gắn cái yếm vào, nó sẽ không bị cấn. Có một số bạn thì gắn ở phía trên cái phần khoanh tay đây nè, thì khi mình gắm vào thì nó bị cấn cái yếm á, mình không có cài vô được, cho nên mình để nó phía trên như thế này nó gọn hơn. Rồi sau khi chuyển điện bình thì mình mở công tắc thì nó sẽ tự động sáng đèn ha. Mình không còn như lúc trước là phải đề máy thì nó mới sáng đèn được. Thì mình chỉ bật công tắc rồi mở đèn lên là nó sáng luôn nha. Đó, chuyển điện bình qua thì nó sẽ tiện hơn, không cần phải đề máy mà vẫn mở được đèn.
Rồi sau khi kiểm tra xong hết rồi thì mình lắp cái dàn áo vào lại là được.